Chào các con. Cô Hồng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 31. Ở bài này chúng ta sẽ học bài Evening Song. Và bài này thì chúng ta sẽ chơi phần của student. Còn phần teacher thì chúng ta sẽ nhờ thầy cô chơi cho các con. Hoặc các con có thể chơi cùng nhạc beat nhé. Dù bài này chúng ta chỉ chơi một khóa son nhưng chúng ta lại chơi trên hai tay. Về cách đọc nốt thì chúng ta đọc nốt hoàn toàn giống như khóa son. Các nốt ký hiệu như thế nào thì chúng ta sẽ đọc như vậy thôi. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con. Trước tiên là chúng mình làm quen với phần này để chuẩn bị trước khi vào bài này. Đây là tay trái chúng ta sẽ chơi mi són. Và tay phải chúng ta sẽ chơi mi són ở quãng cao. Rồi tiếp theo tay trái lại chơi mi són quãng thấp và tay phải chơi mi són quãng cao. Như vậy hai ô này giống hệt nhau. Tiếp ô thứ ba thì tay trái các con sẽ chơi pha són. Còn tay phải các con cũng chơi pha són ở quãng cao lên. Và ô thứ tư thì tay trái các con chơi mi són và tay phải cũng chơi mi són nhưng ở quãng cao. Đó là phần cô giới thiệu trước khi chúng ta ứng dụng vào đây nhé. Nào bây giờ chúng ta sẽ đọc nốt bài Evening Song. Vì hợp âm là cô không thể vang lên cùng một lúc hai nốt được, nên cô sẽ đọc tách ra thành mi son. Ví dụ đây là hợp âm. Tuy nhiên khi mình chơi trên đàn thì hai nốt mi son này sẽ phải được hạ xuống cùng một lúc nhé, chứ không phải giống như là cô đọc là nốt trước và nốt sau như vậy. Nhưng khi đọc tên thì chúng ta sẽ đọc như vậy nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu này. 1, 2, 3, 4. Mi son, mi son, fa son, fa son. Mi son, mi son, mi son, mi son. Fa son, fa son, fa son, fa son. Mi son, mi son, mi son, mi son, mi son, mi son, fa son, fa son, mi son, mi son, mi son, mi son, fa son, fa son, fa son, fa son, mi son, mi son, mi son. Nốt cuối cùng ngân hai phách. Và tiếp theo thì các con học thật kỹ phần nốt nhạc, sau đó là các con quan sát cô chơi trên phím đàn. Các con sẽ hình dung ra bài này cần phải chơi như thế nào. Ở bài này thì các con sẽ ứng dụng khóa son mà chơi ở cả hai tay. Tay trái thì chúng ta sẽ chơi nốt nhạc có đuôi nhạc quay xuống. Còn tay phải thì chúng ta sẽ chơi nốt nhạc đuôi quay lên. Và bởi vì hai tay xen kẽ nhau nên cô sẽ làm đồng thời cả hai tay luôn. Đầu tiên sẽ là hợp âm mi són, mà tay trái của các con sẽ đặt nốt mi ngón 3, nốt són ngón 1. Và tay trái của cô thì đang đặt ở vị trí của đô trung tâm bằng ngón số 5. Còn tay phải thì cô đặt cao lên một quãng. Đây là nốt đô cao. Và bài này thì có mi son nên cô sẽ đặt ngón 1-3 mi son cao ở vị trí này. Sau đây cô sẽ xuất phát với nhịp buồn 4 đều. 1, 2, 3, 4. Phần chơi của phần student trong bài Evening Song. Sau đây thì cô sẽ chơi cùng nhịp beat chậm và nhanh, các con lắng nghe nhé. Thank you.
44, tốc độ nhanh. Vừa trình bày xong bài Evening Song với tốc độ chậm và nhanh của bản nhạc này. Chúc các con luyện tập bài này tốt. Chào tạm biệt.